Trời ơi, đứa nào bỏ rác bừa bãi vậy không biết nữa. Mình phải nhặt rác vô mình đem dẹp mới được. Một chút nữa hả, sang vậy là sang chửi đó. À, bây giờ để vô đây rồi, bây giờ mình sẽ đi dục rác nè. Cả nhà thấy con giỏi không cả nhà?